Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đang giao dịch ở mức 27.400 đô la. Giá không có nhiều biến động trong ngày hôm nay, bất chấp nhiều thông tin tích cực cho thị trường. Nghiên cứu của CryptoQuant cho thấy sự quan tâm đến Bitcoin vẫn còn tương đối thấp. Đỉnh thị trường tăng giá của Bitcoin vẫn chưa xuất hiện, báo hiệu cơ hội cho các nhà đầu tư. CryptoQuant chỉ ra rằng sự nhiệt tình lớn đối với Bitcoin là một chỉ báo tăng giá. Tuy nhiên, các nhà phân tích xác định vẫn còn ít sự quan tâm và không có dòng vốn mới, nghĩa là đỉnh của thị trường tăng trưởng còn xa và các nhà đầu tư còn rất nhiều cơ hội. Lần cuối cùng mức độ phổ biến của Bitcoin theo Google Trend tăng vọt đáng kể là vào đầu tháng 11 năm 2021. Ngay sau đó, Bitcoin đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại gần 70.000 đô la. Sự quan tâm đến Bitcoin đã tăng dần trong vài tháng qua, sau khi chạm mức thấp nhất trong 3 năm vào tháng 6 năm nay. Một trong những lý do đó là việc BlackRock muốn thành lập quỹ Bitcoin ETF Spot tại Hoa Kỳ, tạo ra cơn sốt trên thị trường. Thông tin tiếp theo, thẩm phán Annalisa Torres, người đã đưa ra phán quyết tóm tắt lịch sử vào tháng 7 năm 2023 trong vụ kiện XRP, đã bác bỏ đề nghị của SEC về việc nộp đơn kháng cáo tạm thời. Thẩm phán Torres nhận xét rằng SEC đã thất bại trong lập luận của mình để chứng minh đầy đủ rằng kháng cáo tạm thời nếu được chấp thuận sẽ chấm dứt vụ kiện tụng cuối cùng. Phiên điều trần gần đây tại tòa án cho thấy nỗ lực của SEC nhằm gia nhãn XRP của Ripple theo luật chứng khoán đã thất bại. Hiện tại, tòa án quận phía nam của New York đã ấn định ngày xét xử tiếp theo là ngày 24 tháng 4 năm 2024. Sau phán quyết của tòa án vào giữa tháng 7, giá XRP đã tăng vọt lên 1 đô la. Tuy nhiên, sau những hành động liên tục của SEC, nó đã mất toàn bộ lợi nhuận, giảm 50% so với mức cao nhất năm 2023. Hiện tại, tòa án đã bác bỏ kháng cáo tạm thời của cơ quan quản lý. Giá XRP có thể sớm tăng lên 1 đô la với sự hỗ trợ của các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư đang rất lạc quan về giá XRP. Vào cuối tuần trước, ngày 1 tháng 10, nhà phân tích Duck Defender đã dự đoán rằng giá XRP có thể tăng đáng kinh ngạc 1.100%, đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 5.85 đô la. Phân tích bắt đầu bằng cách nêu bật hiệu suất giá của XRP vào cuối tháng 9. Nó đã kết thúc bằng mô hình nến Doji. Mô hình này biểu thị giá đóng cửa của tài sản kỹ thuật số tương tự như giá mở cửa trong tháng. Trong trường hợp này, XRP bắt đầu tháng 9 ở mức khoảng 0.511 đô la và kết thúc ở mức khoảng 0.516 đô la, dẫn đến sự hình thành nến Doji. Duck Defender giải thích việc đóng cửa về nền Doji của XRP là một dấu hiệu tích cực. Dự đoán mức kiểm tra lại ngắn hạn là 0.66 đô la. Hơn nữa, phân tích chỉ ra rằng XRP đã vượt qua mức kháng cự ban đầu. Nhà phân tích viết, buổi sáng ở Mỹ, buổi chiều ở EU và khắp châu Á, XRP đã đóng nền tháng 9 bằng Doji. Như mọi khi, tôi cho rằng điều này là tích cực và mong đợi giá sẽ được kiểm tra lại ở mức 0.66 đô la trong vài ngày tới. Việc phá vỡ 0.55 đô la mang lại động lực to lớn vì XRP sẽ ở trên đám mây Ichimoku hàng tuần. Đồng XRP cũng đã ghi nhận một cột mốc quan trọng khác, cho thấy ngày càng có nhiều người dùng bắt đầu chấp nhận XRP. Dữ liệu từ Richlist.info xác nhận rằng hơn 4.8 triệu ví XRP hiện đang có trong hệ sinh thái. Dữ liệu cho thấy sự gia tăng ổn định trong tổng mức tăng trưởng của ví XRP. Các địa chỉ được đăng ký trên mạng đã tăng từ 4.100.000 vào ngày 1 tháng 4 năm 2022 lên hơn 4.800.000 vào ngày đầu tiên của tháng này. Sự tăng trưởng về tổng số địa chỉ XRP đã hình thành một mô hình nhất quán theo thời gian. Trung bình 2.773 địa chỉ XRP đã được tạo trong một ngày, cho thấy không có sự dư thừa nào trong số liệu quan trọng này. Ví XRP được nắm giữ bởi nhiều nhóm người dùng khác nhau, bao gồm cả chủ sở hữu bán lẻ và cá voi. Tuy nhiên, một quan sát độc đáo là các địa chỉ cá voi thường có nhiều ảnh hưởng hơn đến triển vọng chung của XRP. Điều này được thể hiện ở chỗ chỉ có khoảng 5 địa chỉ hoặc chủ sở hữu kiểm soát số XRP trị giá tới 7 tỷ đô la. Sau mức tăng 5% trong ngày hôm qua, XRP đã điều chỉnh về mức 0.53 đô la ở thời điểm hiện tại. Giá vẫn giảm hơn 43% so với mức đỉnh gần 1 đô la đạt được hồi tháng 7. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.